Ông chủ ơi, tôi nghe nói á, trường học của Tinh Vi sẽ tổ chức một buổi học ngoại khóa cho tụi học sinh tới pháo đài cổ tham quan. Ở đó có rất nhiều tượng và những bức tranh cổ đó. Ông chủ, thấy sao? Tin này nghe được đó Tim Burton. Ta chế tạo được một con robot trong hình dạng của một bức tượng ác quỷ. Bây giờ ngươi hãy đi tung tin đồn, nói là có bức tượng quỷ Satan, thỉnh thoảng nó sẽ tỉnh dậy vào ban đêm và đi lung tung khắp nơi. Ông chủ ơi, khi con robot đó được khởi động thì sẽ làm thằng nhóc Vi hoảng sợ, không biết làm sao đánh bại được tên ác quỷ, đúng không ông chủ? Đúng, không chỉ có như vậy mà ngay vào thời điểm đó con robot sẽ tiêu diệt tên nhóc Vi. Vui quá đi, ta cảm thấy rất là vui. Đây chính là con ác quỷ của ta, và nó là thứ vô cùng quyền lực. Nó có một cái đuôi mạnh đến mức có thể dễ dàng đánh bại và kết liễu cuộc đời của thằng nhóc Phia kia ngay lập tức. Ôi được rồi, ác quỷ quyền lực, ta thật sự chưa tin lắm đâu. Trước tiên phải cho ta thử ngươi là dùng cách nào để xử lý nhóc Phia đây. Hả? Trời ơi. Thôi rồi, Đức Thắng mất rồi, không thể dừng xe lại được. Ôi không, không thể dừng xe lại được. Ta biến đổi ngoại hình đi Chun Bun. Nếu để cho V nhìn thấy được chúng ta ở đây